Cùng với địa phương trên cả nước hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, vừa qua Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long sau dịch COVID-19. Đây được đánh giá là động thái tích cực nhằm vực dậy du lịch nội địa nói chung và du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. Chương trình kích cầu du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm khôi phục hoạt động du lịch, trước tiên là du lịch nội địa, thu hút khách từ các vùng miền Đồng bằng Sông Cửu Long, tiến tới khôi phục hoạt động du lịch quốc tế. Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ triển khai các hoạt động vận động, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch hưởng ứng và tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch, vận động các địa phương có chính sách khuyến mãi, giảm giá vé tham quan các khu, điểm du lịch với thông điệp điểm đến an toàn. Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ vận động các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, cơ sở lưu trú, các điểm tham quan mua sắm, hưởng ứng và đăng ký tham gia giảm giá sản phẩm dịch vụ từ 20% trở lên.